các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Thắng Mobile. Thưa các bạn, hôm nay bên mình quay trở lại làm video và sẽ có những chiếc máy muốn review lên cho tất cả các bạn cùng tham khảo. Thì trước mắt các bạn đây đó chính là những chiếc máy đang có và bên mình cũng khá là mới mẻ. Đây mình sẽ vào review. Đầu tiên sẽ đến là một cây LG. Đây là hai chiếc LG V30 Plus. Hàng zin đẹp, hàng A cộng luôn các bạn nhé. Ngoại hình con nào con đấy đều đẹp này, có hai màu. Đấy, hai màu đó là một màu xám và một màu đen. Đấy, một màu xám và một màu đen. Về cấu hình chung của nó thì là RAM 4GB, bộ nhớ của nó 128GB, màn hình của nó 2K 6.0 inch, pin của nó 3000 và nó chạy con chip Snapdragon 835 các bạn nhé. Đây là bản Nhật, bản 128GB, cực kỳ thoải mái cho các bạn lưu trữ, có vân tay ở trong ở mặt lưng nhá. Đó, bên mình đã kiểm tra và test đầy đủ tất cả các chức năng rồi, từ sim nghe gọi rồi cũng như là này, cũng như là vào mạng đây này, các cái mà bên mình mà có các cái cuộc gọi này thì đều là những chiếc máy mà bên mình đã lắp sim vào rồi. Và cái dòng máy này màn của nó 2K thì đây là một con máy cực kỳ là hiển thị nó rất đẹp, hiển thị rất đẹp luôn các bạn ạ. Mà giá của nó thì bên mình đang bán cho các bạn giá là 2.450.000 các bạn nhé. 2.450.000 đã tặng các bạn một bộ cắp sạc, một tai nghe và bảo hành 3 tháng lỗi 1 đổi 1 cho tất cả các bạn. Bao zin cho các bạn nhé. Nếu các bạn về mà các bạn dùng máy rồi gặp ông thợ nào, ông đấy mà bảo là hàng không zin, bên mình xin hoàn lại tiền 100% cho các bạn luôn nhé. Đấy, bao zin cho các bạn luôn. Hiện tại là có hai màu, đó là màu xám và màu đen. Các bạn thích màu nào thì lấy màu đấy nhá. Giá nó chỉ có hơn 2 triệu. Vừa được màn hình 2K, vừa được chip Snapdragon. Đó, thế không còn gì tuyệt vời hơn các bạn nhá. 2.450.000. Và bên mình bán hàng có ship code toàn quốc. Các bạn ưng máy nào cứ gọi cho mình trực tiếp theo cái số hotline bên mình để ở dưới phần màn hình. Sau đó là nhắn cho mình họ tên, địa chỉ cũng như là cọc cho bên mình 100-200.000 tùy theo giá trị sản phẩm, bên mình sẽ gửi hàng đến tận nơi cho các bạn. Và khi các bạn nhận hàng, các bạn được kiểm tra hàng thoải mái, sau đó mới nhận hàng và cái tiền cọc sẽ được trừ vào cái tiền hàng luôn các bạn nhé. Tiếp theo đến một cây, một dòng LG nữa, đây chính là LG G8X Thinh Quy. Đây là hàng A cộng, hàng zin đẹp. Đợt này bên mình về toàn hàng zin đẹp thôi, bởi vì mình nghĩ đi nghĩ lại làm cái hàng zin đẹp này thì cái tỷ lệ bảo hành của nó sẽ ít hơn. Đó. Và các bạn mua ở xa sẽ khỏi phải lăn tăn về các cái vấn đề bảo hành. Đấy. Máy rất đẹp, zin nguyên bản, hạn chế lỗi lầm các bạn nhé. Máy này thì có vân tay ở trong màn hình, nó là ở chỗ ấy này, chỗ khóa này này. Đấy. Vân tay trong màn hình. RAM của nó 6GB, bộ nhớ của nó là 128GB, pin của nó là 4000mAh, chip của nó là Snapdragon 855. Đây là một con máy cực kỳ trâu bò và khỏe các bạn nhé. Màn hình của nó là 6.4 inch Full HD Plus. Đó, và bên mình sẽ kiểm tra đây gọi là kiểm tra ấy thôi, kiểm tra áp suất cho các bạn để khẳng định độ zin. Đây, ta sẽ vào phần auto test. Đây. Ok. Đây, app này. Đấy, app nhảy nhé các bạn nhé. Đấy, app nhảy lên này. Đó. Cực kỳ là ok. Nói chung bọn này nó là hàng zin nguyên bản thì các bạn dùng các bạn sẽ hạn chế được cái gọi là lỗi lầm. Còn cái máy mới thì nó cũng lỗi thôi, nhưng mà nó sẽ hạn chế được tối đa cho các bạn nhé. Và máy bán ra bên mình bảo hành 3 tháng lỗi 1 đổi 1, cho nên các bạn cũng không phải lăn tăn về vấn đề chất lượng lắm. Đó. Màn hình thì sáng quắc rồi, không ám ố. Những cái chiếc máy mà máy đẹp như thế này, hàng siêu nước như thế này, chứng tỏ là khách dùng rất là ít. Và nó sẽ có thêm cái điều là pin của nó sẽ được bền hơn các bạn nhé. Giá bên mình đang bán cho các bạn giá là 3.700.000, tặng cho các bạn đầy đủ phụ kiện ví dụ như ốp lưng, cáp sạc, tai nghe và kính cường lực luôn. Đó. LG G8X Thinh Quy các bạn nhé, lưng là lưng G8X Thinh Quy luôn các bạn nhé. Thì bây giờ mình thấy trên thị trường là đang có cái dòng gọi là
ruột thì G8X, lưng thì lại là của V50S các bạn nhé. Cái dòng đấy thì mình đang rất nghi ngờ nên là cũng không dám làm. Giá thì mình thấy chào rẻ hơn đâu mấy trăm nghìn nhưng mà mình không dám làm các bạn ạ. Nó giá 3.700.000 các bạn nhé. Máy này thì hai sim hai sóng, đây là một cái điều rất là tiện lợi cho dòng máy như thế này, giá rất là rẻ mà lại hai sim hai sóng rất là tiện các bạn nhé. Giá là 3.700.000. Tiếp theo nữa đến một con LG Velvet, máy màu trắng. Hôm nay mình có một cây này sót lại ở trong tủ. Đó, cây này là một cây hàng A cộng luôn, hàng A cộng luôn, AA đây này. Đấy, dín đẹp luôn này các bạn. Đấy, dín đẹp lung linh luôn này. Đấy, ở trên này còn siêu viền này, siêu ly lông này. Đấy, còn chưa bóc ra luôn các bạn nhá. Rất là đẹp đây, xung quanh viền này. Máy đều tăm tắp luôn các bạn nhá. Đấy, lưng khít các kiểu màn hình này. Đấy, màn hình đẹp không AMO, không xước sát gì luôn các bạn nhá. Đấy, con hàng A cộng. Mình không nghĩ là mình còn cây hàng A cộng này đâu. Dòng này màn của 6.8 inch mà các bạn nhìn này, nó là màn hình cong tràn viền các bạn nhé, rất đẹp, cong tràn viền. RAM 8GB, bộ nhớ của nó 128GB, chạy con chip Snapdragon 765G. Con này thì nó chỉ có một sim và hỗ trợ sóng 5G các bạn nhé. Để nói về độ chơi của con này thì cực kỳ là tuyệt vời, từ màn hình cho đến camera. Đấy, cho đến tất cả các cái chức năng của nó, nói chung là chức năng của nó đều là những cái gọi là thuộc cái đẳng cấp flagship đấy các bạn ạ. Chức năng nào ra chức năng đấy và nó rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Đấy, ví dụ màn hình vân tay là nó ở trong màn hình này. Đấy, màn hình Full HD Plus này, lại tiết kiệm pin này. Đấy, lại chạy chip Snapdragon nữa các bạn nhé. Đấy, máy rất đẹp. Giá bên mình đang bán cho bạn là 4.700.000, tặng các bạn một ốp lưng, một kính một ốp lưng này, một bộ cáp sạc và một tai nghe các bạn nhé. Cái này bên mình không có cường lực, cũng không có miếng dán. Đấy. Hàng này thì thiết kế quá tuyệt vời, bởi vì tầm mới của nó, giá của nó dao động từ 14 đến 16 triệu cơ, cho nên là tất cả các cái thiết kế của con máy này đều thuộc diện cao cấp. Camera này 48 megapixel, 3 camera dọc luôn các bạn nhé, thiết kế rất đẹp. Đấy, dài cầm rất là sang chảnh. Đấy, rất là sang các bạn nhé. Tiếp theo đến đó là chiếc iPhone XS. Hôm nay bên mình còn một cái iPhone XS máy màu đen. Đấy, máy màu đen. Ngoại hình của con này thì nó là hàng zin, xước phẩy nhẹ nhá, kiểu như mũi đốt thôi. Đấy, đẹp này. Đấy, kính của nó thì có hơi xước nhẹ một chút này, kính hơi xước rồi. Màn hình này trắng sáng, không ám, không ố, không lưu hình này. 64GB bản Mỹ, chạy US là 15.3.1 nhé. Con này pin của nó là 82%. Đấy, iPhone XS, bọn này thì hai sim hai sóng rồi các bạn nhé. XS là sang hai sim hai sóng rồi. Trông đầy đủ chức năng, Face ID nhận diện khuôn mặt đầy đủ nhá. Bên mình đang bán cho bạn con máy này giá là 5.900.000 thôi. Giá chỉ có 5.900.000 thôi các bạn nhé. Rất là rẻ. Đây, tiếp theo đến một cái iPhone nữa. Đây là một chiếc iPhone 6. Một chiếc iPhone 6 các bạn nhé. Màn hình đẹp. Đấy, đẹp zin. Bản Nhật 16GB, đang chạy US 12.5.5 nhé. Tải được tất cả các ứng dụng phần mềm nhé. Vân chân vân tay đầy đủ này. Đấy. 16GB. Con này thì màn hình thì zin tương đối đẹp. Viền của nó thì hơi xước sát này. Cấn móp các kiểu này. Đấy, cấn móp xước sát này. Được chưa? Được chưa? Nói chung là đẹp, đẹp tương đối. Con này tầm khoảng 90%. Con này thì bên mình đang bán cho các bạn với giá của nó là 1.300.000, tặng các bạn ốp lưng, kính cường lực và một bộ cáp sạc vẫn bảo hành đầy đủ cho các bạn nhé.
Tiếp theo sẽ đến đó là dòng Samsung. Samsung thì hôm nay bên mình có đây. À thôi, tiếp theo cái LG nữa đi. Đây cái LG G7 Thinh Quy nhá. À, đây là một con máy hàng zin đẹp này các bạn nhìn này. Cường lực full màn nhé, cường lực full màn đã dán rồi này. Đấy. Sau đó này kính ốp lưng này các bạn nhìn này. Đấy, ốp lưng nhìn rất là chắc chắn nhá. Đây ốp lưng chống sốc này, này mấy góc này nó vồi ra này. Đấy, rất là đẹp nhá. Máy thì không khác gì một chiếc máy mới luôn các bạn nhá. Máy không khác gì một chiếc máy mới này. Đấy, G7 Thinh Quy nhá. RAM 6, bộ nhớ 128GB, chip Snapdragon 845, màn hình 2K+. Đây một con máy, con này mà không phải hàng A thì chả con nào là hàng A nữa các bạn nhá. Đấy. À không, con này đây nó. Ôi, sức nhẹ nhẹ một tí. À không à. Ở đây nó sức nhẹ một tí ở chỗ góc này này. Đấy, nhìn như hạt bụi này các bạn này. Đấy, nhìn không rõ luôn các bạn nhé. Nhìn không rõ đấy. Nói chung là hàng đẹp 98-99% này, không khác gì mày mới luôn. Zin đẹp, màn đẹp, không ám, không ố, không lưu hình. Cấu hình cao. Đấy, G7 Thinh Quy. Bản Hàn, một sim. Pin của nó 3.000 các bạn nhé. Bên mình đang bán cho bạn giá là 2.400.000 nhé. 2.400.000 là tặng các bạn ốp lưng chống sốc này, cường lực full màn này. Đấy, kèm với cả một bộ cáp sạc và tai nghe nữa các bạn nhé. Ok. Rồi tiếp theo vào Samsung. Samsung thì có một cây S15G màu đen. Hôm nay bên mình lại về được thêm một cây nữa. Đấy, hôm nay về thêm một cây S15G màu đen. Con này ngoại hình của nó thì zin đẹp luôn đây các bạn. Zin đẹp này. Này. Viền viếc này. Đẹp luôn này. Đấy, đẹp luôn này. Các bạn nhìn chưa? Đẹp chưa? Đấy, ưng bụng chưa? Rất đẹp nhá, đẹp 98-99% này, màn hình đẹp này. Không ám, không ố, không lưu hình này. Đấy, vuốt sáng lên cho nó khỏi gợn sóng nhé. Đấy, vuốt sáng lên cho khỏi gợn sóng. RAM 8GB, bộ nhớ của nó là 256GB các bạn nhé. RAM 8, bộ nhớ 256GB, pin của nó 4.500 các bạn, thoải mái mà chơi game hoặc là lướt web hoặc là xem video nhé. Đó, màn hình của nó thì màn 2K OLED. Đấy, rất là đẹp nhá. Nói chung là không còn gì để chê con máy này. Và cái giá của nó bên mình đang bán là 5.800.000, tặng các bạn một ốp lưng, một bộ cáp sạc và một tai nghe các bạn nhá. Bảo hành 3 tháng nữa 1 đổi 1. Tiếp theo đến một chiếc Samsung Galaxy S10 nhỏ, máy màu trắng sứ. Con này đây thì nếu anh em nào chơi game thì không nên bỏ qua. Đây là một trong số những con máy mà chip của nó rất là khỏe. Đấy, ngoài ngoại hình của nó đẹp này, đẹp 98-99% nguyên áp suất này. Đấy, màn đẹp, không ám ố, không lưu hình này. Nhưng con chip của nó thì tuyệt vời, chip Snapdragon 855. Đấy, ấn nhẹ phát là áp suất căng đét luôn. Đấy, RAM của nó thì lên đến 8GB, bộ nhớ của nó 128GB. Đó, cực kỳ nuột nà và gọn gàng. Con này thì lướt web, Facebook các thứ thì quá là tuyệt vời, nó nhanh, nó mượt. Đó, giá bán chỉ có 5.200.000 thôi các bạn nhé. 5.200.000, máy màu trắng sứ rất đẹp. Tiếp theo nữa sẽ đến đó là một chiếc với bộ nhớ khủng và nó là hàng limited, bản giới hạn. Đây là một con viền vàng. Đấy, hôm trước có một con viền vàng, hôm nay có một con viền vàng. Lưng thì nó là ceramic gõ này. Còn gõ ví dụ như đây là bọn lưng kính nhá. Đấy, các bạn thấy lưng kính nhá, bẹt bẹt bẹt. Nhưng cái lưng ceramic này gõ cụp luôn. Đấy, rất chắc và cầm rất đầm tay nhá. Đây là bản giới hạn của chỉ có bên Hàn mới có thôi. Lưng ceramic viền vàng gold. Đấy, RAM 8, bộ nhớ của nó là 512GB các bạn nhá. Màn đẹp, không ám, không ố, không lưu hình. Đấy, nhìn thấy chưa? Bộ nhớ thì quá là tuyệt vời. Bộ nhớ nó nhiều, 512GB các bạn lưu trữ cả thế giới luôn. Đấy. 2 sim 2 sóng các bạn nhé. 2 sim 2 sóng online. Đây là S10 Plus. RAM 8, bộ nhớ 128, màn hình 6.4 inch. Pin của nó 4200mAh. RAM 8, bộ nhớ 512GB các bạn nhé. Máy bán ra tặng kèm một ốp lưng, một bộ cáp sạc và một tai nghe. Đấy, máy zin đẹp. Giá bên mình đang bán các bạn giá là 7 triệu các bạn nhé. Đó, giá 7 triệu.
Rồi. Tiếp theo đây sẽ là một con máy mà khách cắm hết hạn này. Đấy, khách cắm hết hạn. Đây là một con Note 10 Plus máy màu trắng. Đấy. Ngoại hình của nó thì zin đẹp. Màn thì hơi ám nhẹ. Ở đây khách dùng từ đầu. Đấy, cho nên là các bạn yên tâm nhé. Nó hơi ám nhẹ chút. Đây. Nhưng mà vẫn trắng sáng luôn. Trắng sáng đẹp luôn các bạn. Đấy, các bạn nhìn màn này. Sáng đẹp chưa? Đấy. Máy thì là một sim một sóng. Đấy, chạy được tất cả các ứng dụng app ngân hàng này. Agribank này. MB này đấy, hai mấy cái app này là City Credit hay gì đây này, AutoCAD thì các bạn này, đấy dùng cả AutoCAD, Pen các kiểu này, đấy toàn các ứng dụng nặng thôi. Bởi vì dòng này là dòng máy rất là mạnh mẽ, RAM của nó lên đến 12GB, bộ nhớ của nó 256GB cơ. Màn hình Dynamic 2K cộng. Con này thì màn tuyệt vời rồi. Đó, pin của nó cũng 4300 mAh. Đấy. Một chiếc Samsung Note 10 Plus bản 5G các bạn nhé, vẫn đang chạy ROM gốc. Bên mình đang bán cho các bạn với giá của nó là 6,5 triệu các bạn nhé, bán cho bạn giá 6,5 triệu này, rất đẹp này, 6,5 triệu nhé. Đấy, vẽ vời này. Vẽ vời các thứ ABC được này, tuyệt vời chưa các bạn? Đấy, 6,5 triệu các bạn nhé, tặng ốp lưng cáp sạc và bảo hành 3 tháng nữa, 1 đổi 1. Note 10 hôm nay bên mình còn một cái Note 10 đen, Note 15G đen, RAM 12GB, bộ nhớ 256GB, ngoại hình zin đẹp lung linh, nói chung là gần như là máy mới luôn, nói chung là hàng zin đẹp thôi, 9899 thôi. Đấy. Đấy, mặt trước mặt sau này đẹp chưa? À, siêu viền này, à, vẫn còn siêu viền nhá. Bút thì bên mình sẽ gửi cho các bạn. Đấy, siêu viền này. Màn đẹp không ám, không ố, không lưu hình. Đấy, Samsung Note 15G. Giá bán bên mình đang bán là 5,900,000, tặng các bạn một ốp lưng, một miếng dán mặt trước, cũng như là một bộ cáp sạc các bạn nhá. Đấy. Rất đẹp nhá. Hàng này các bạn yên tâm, hàng này sạch tay nguyên bản từ bên Hàn về này. Vẫn chữ Hàn này. Các bạn thích thì đổi sang tiếng Việt, bộ này bây giờ đang ngữ hết rồi. Cho nên là tiếng Việt thì chắc chắn là sẽ có. Đấy. Ok chưa? Ok hết này. Đấy, máy một sim một sóng nhá, hỗ trợ sóng 5G. Giá 5,9 triệu. Lốt 9 512GB. Hôm nay thì còn kênh máy đẹp 5,7 triệu, hàng zin đẹp, nguyên bản nhà sản xuất, màn đẹp không ám ố, không lưu hình. Máy thì 2 sim 2 sóng các bạn nhé, 2 sim 2 sóng, RAM 8, bộ nhớ 512GB. Đấy, bằng series 10 luôn, pin 4000 các bạn nhé, máy đẹp, giá 5,700,000 các bạn nhé, tặng ốp lưng, cáp sạc tai nghe. S9 Plus máy màu vàng đồng, bản Việt Nam, ngoại hình đẹp khoảng 95%. Đấy, có xước sát theo 5 tháng. Đấy, có xước sát theo 5 tháng này. Đấy, vỏ màn nhưng mà được cái màn hình đẹp, trắng sáng, không ám, không ố, không lưu hình. Máy bản Việt Nam nên có 2 sim 2 sóng các bạn nhé. RAM 6, bộ nhớ 120, RAM 6, bộ nhớ 64GB. S9 Plus này. Đây mình đang bán cho các bạn với giá của nó là 4,100,000 các bạn nha, 4,100,000. Hay là LG Q61 màn 6 trần 5 inch, RAM 4, bộ nhớ 64GB, pin 4000 mAh, camera của nó này 4 camera sau lên đến 48 MP. Đấy, vân tay một chạm rất đẹp, một sim một sóng, rồi màn hình to. Đấy, pin khỏe, phù hợp với cả các cô chú lớn tuổi dùng những dòng máy này thì biết đời nào cho hỏng, bởi vì dòng này nó mới sản xuất ra được khoảng năm nay thôi. Q61 bên mình đang bán giá của nó là 2,700,000 các bạn nhé,
màn hình to pin khỏe mà giá có 2.700.000 thôi. Đó. Rất mượt. Vậy là hôm nay bên mình đã view xong những chiếc máy đang có tại kênh, thì bên mình sẽ quay ra để đăng clip lên để cho các bạn cùng thưởng thức. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Bye bye.